Hello, thì hôm nay mình muốn chia sẻ sơ sơ về cái kỳ thi tốt nghiệp và cái kỳ thi của môn toán, thi trắc nghiệm hay là thi tự luận. Thời gian vừa rồi các bạn nghe báo chí nói rất là nhiều về những cái gian lận thi cử, những cái hệ lụy, và thậm chí là có rất nhiều người phản ánh cái chuyện thi tốt nghiệp môn toán, thi tốt nghiệp toán và nhất là thi trắc nghiệm. Người ta chỉ ra rất là nhiều lý do vì sao là không được thi trắc nghiệm môn toán, với nó làm ảnh hưởng ghê gớm đến cái chuyện học, cái phương pháp học, và cứ như thế là học trò nó cứ lo bấm máy tính, rồi sau đó là nó quên mất cái câu chuyện là nó phải suy nghĩ, nó phải trình bày. Thì thật ra ai cũng có cái lý của họ cả, nhưng mà nó có một cái điều mà mọi người khi mà bàn luận về cái chuyện này, mọi người quên mất cái bản chất của kỳ thi tốt nghiệp và cái kỳ thi đại học. Thế thì mình muốn chia sẻ về cái chuyện đó. Trong cái video trước mình có chia sẻ về cái gọi là xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra. Thì để xây dựng một chương trình đào tạo thì lúc nào nó cũng gồm 3 phần cả. Cái phần thứ nhất đó là cái chuẩn đầu ra, hôm trước mình có chia sẻ rồi. Cái phần thứ hai là cái mà người thực hiện đào tạo phải xác định được là để đạt được cái chuẩn đầu ra đấy thì anh phải dạy những cái gì và dạy như thế nào. Đó. Và cái thứ ba nữa đó chính là cái kỳ thi. Cái mục đích của kỳ thi là để cho anh kiểm tra lại sinh học sinh, sinh viên, người học ấy có đạt được những cái chuẩn đầu ra như anh mong muốn hay không. Và nếu như mà nó không đạt được cái chuẩn đầu ra đấy thì mình phải xem lại cái cách giảng dạy, xem lại cái phương pháp giảng dạy, xem lại cái nội dung giảng dạy nó khó quá hay không, hay là nó dễ quá hay không, hay là phải xem lại cái chuẩn đầu ra liệu rằng là như vậy nó có thỏa đáng hay không. Đó, thì gồm 3 cái thành phần. Mình một cái chương trình đào tạo làm yếu một cái khâu trong 3 cái khâu đó thì chắc chắn là coi như là chương trình nó bị bể. Và chúng ta rõ ràng chúng ta thấy rồi đó, tôi chưa muốn bàn đến cái chuyện chuẩn đầu ra, chưa muốn bàn đến cái chuyện phương pháp giảng dạy như thế nào. Và chúng ta nhìn thấy cái kỳ thi của chúng ta trong vài năm gần đây, chúng ta thấy là rõ ràng cái kỳ thi đó nó trật lắc luôn. Ok, thì đó là tôi muốn chiếu lại cái hình thức gọi là xây dựng chương trình chuẩn đào tạo theo chuẩn đầu ra. Và dựa vào đó thì tôi muốn nói rằng rõ ràng cái việc thi tốt nghiệp ấy, chúng ta nhìn lại cái bản chất của nó, đó là một cái kỳ thi gọi là kỳ thi test chuẩn đầu ra. Như vậy một cái kỳ thi test chuẩn đầu ra nó không thể nào là quá khó được, bởi vì đó là anh test chuẩn đầu ra mà. Những cái chuẩn đầu ra là những cái gọi là bắt buộc, những cái gọi là đại trà nhất, bắt buộc nhất của mà mỗi người học phải có. Thì như vậy là cái kỳ thi tốt nghiệp nó hoàn toàn không thể khó được. Còn cái kỳ thi đại học nó là như thế nào? Kỳ thi đọc đó là một cái kỳ thi tuyển. Bản chất của hai kỳ thi này nó hoàn toàn khác nhau. Vì vậy cho nên là khi mình gộp hai cái kỳ thi nó thành một, cho dù anh có ra đề nó hay, nó xuất sắc cỡ nào đi nữa, thì cái việc gộp vào đó nó làm thay bản chất của hai cái kỳ thi. Và chắc chắn là không thể nào mà nó match được, không thể nào mà nó khớp với nhau được. Một kỳ thi gọi là kỳ thi xét đầu ra, một cái kỳ thi là kỳ thi tuyển. Thậm chí bây giờ anh nói là tôi cho thi một phát, một lần thôi, rồi sau đó là nó sẽ cho cái bảng điểm anh nào mà anh đạt được 50% coi như là anh đạt được thi tốt nghiệp. Nhưng mà tôi muốn nói chỗ này nè, nếu như cái 50% đấy á, mà anh ra đúng theo cái chuẩn đầu ra, đúng theo cái chuẩn đầu ra của chương trình cấp 3 thì nó là câu chuyện khác. Nếu mà anh ra đúng không đúng chuẩn theo cái đầu ra thì rõ ràng chúng ta có rất nhiều điểm liệt, các bạn thấy không, điểm liệt có một dạo liệt kinh khủng liệt luôn. Thế thì rõ ràng là có vấn đề gì trong chuẩn đầu ra, hay là có vấn đề gì trong không ra đề đó. Thì còn 50% còn lại thì sao? Thì có nghĩa là 50% còn lại đó là anh muốn làm thay cho các trường đại học, là coi như là anh muốn gom lại cái 50% đó, là giống như là một cái kỳ thi tuyển. Như vậy cuối cùng thật ra nó rất là vô lý, rõ ràng nó không thể match được ở cái chỗ này. Vì vậy cho nên là thứ nhất, gộp hai cái đó là sai. Cái thứ hai, tốt nghiệp chỉ là thi test chuẩn đầu ra, đại học là thi tuyển, tách thời hẳn rời ra. Ok, bây giờ chúng ta quay lại cái kỳ thi tốt nghiệp, hình thức thi. Thế bây giờ cái hình thức thi như thế nào? Với một cái số lượng học sinh rất là lớn như vậy, và với cái vai trò nó không quá quan trọng như cái kỳ thi tốt nghiệp, thì chúng ta hoàn toàn có thể tổ chức thi trắc nghiệm. Và cái việc thi trắc nghiệm đó hoàn toàn nó không gây ảnh hưởng gì đến cái việc học của các em cả. Các bạn ý là nếu như cái kỳ thi nó không quan trọng ấy, thì các em nó không thể nào mà nó cố học giảng giáo viên rồi học dạy mẹo vặt, rồi các em nó học những cái mẹo vặt để nó vượt qua kỳ thi tốt nghiệp. Không có chuyện đó. Mà các em á, và giáo viên dạy thêm dạy bớt gì đi nữa thì nó cũng sẽ tập trung vào kỳ thi đại học.
Còn cái kỳ thi đọc nếu như các trường muốn tổ chức thi tự luận, ok luôn. Anh muốn tổ chức thi trắc nghiệm, ok luôn. Thì cái câu chuyện đó là câu chuyện của trường. Anh phải tổ chức làm sao mà có nhiều người học, có nhiều người đăng ký thi cho anh, có nhiều người vào trường của anh, thì lúc đấy anh mới có thể gọi là đầu tư, tức là gọi là kinh doanh giáo dục một cách có lợi được. Đấy. Như vậy khi mà mình thi trắc nghiệm môn toán ở trong cái trường hợp này để test trường đầu ra, nó không có gì gọi là sai cả. Nó hoàn toàn là hợp lý. Mình thấy nó chả có vấn đề gì, vừa tiết kiệm được rất là nhiều thứ. Thế bây giờ mình muốn suy nghĩ bây giờ làm sao mà mình tổ chức thi sao mà cho nó tiết kiệm tiền, cho nó nhanh, cho nó gọn. Thì cái thi trắc nghiệm cứ thi trực tiếp trên máy, chả cần phải giấy tờ cái gì, viết giấy cái gì đó, cho phát phòng máy ra, không cần nhất thiết phải là thi cùng một lúc. Anh cứ gom hết vô phòng máy, rồi sau đó là coi như là thậm chí là không cần một trường đó, các lớp không cần phải thi cùng một lúc với nhau đâu. Cái bộ đề nó có chung hết rồi, bao nhiêu cái ngân hàng câu hỏi nó có hết, vô sáu đề, máy tính nó có phần mềm nó tự sáu đề ra, học sinh thi vào đủ bao nhiêu phần trăm đậu xong, giống y như kỳ thi lái xe vậy. Và chúng ta chả có gì phải sợ nó phải copy hay là này nọ, bởi vì cái kỳ thi nó thật ra nó ra là quá là đơn giản. Chúng ta thấy rằng thi những lần trước 97-98%, thậm chí 99% đậu, mà rõ ràng cái chuyện đó là chuyện bình thường, bởi vì đó là anh test đầu ra mà anh để cái đầu ra để nó rớt nhiều quá, thì rõ ràng là anh rất có vấn đề trong cái chuyện mà hoặc là ra đề thi, hoặc là chương trình của anh nó khó, hoặc là chuẩn đầu ra của anh tào lao đó. Cho nên cái chuyện mà đạt chuẩn đầu ra 97-98% đạt chuẩn đầu ra là cái chuyện bình thường. Như vậy là mình cứ tổ chức mỗi trường tổ chức thi mỗi cho mỗi sinh viên một cái ID, một cái số, sau đó là nó nhảy vào phòng máy, nó nhập cái số đó vào, sau đó nó thực hiện nó thi, cho nó thi bao nhiêu lần cũng được, chả có cái gì mà phải phiền hà cái chuyện đó. Nếu mà muốn thu tiền cho thu một cái cuộc thi, một lần thi như vậy, cho nó thu nó mấy đồng mấy nghìn. Ở bên Mỹ này thi bằng lái xe, thi lý thuyết bằng lái xe, các bạn đến thi lúc nào cũng được, rảnh có máy là thi liền luôn. Và thậm chí như chỗ mình hồi xưa, mình thi nộp có 5 đô thi được 3 lần, thi chừng là đậu thôi. 3 lần rớt nộp tiếp 5 đô nữa thi tiếp, thi chừng là đậu thôi, để khi nó đậu lý thuyết qua thực hành. Đó, cái việc đó mình tổ chức hoàn toàn rất là đơn giản và rất là dễ dàng. Phòng máy trong trường có, nếu mà anh muốn quản lý chặt chẽ hơn nữa anh bảo thôi, nhảy xuống phòng giáo dục. Phòng giáo dục có phòng máy mà làm gì, chả cần thiết gì cái chuyện đó. Bây giờ là thi cử này nọ, thi mà thi trên máy nhảy một phát vô điểm chạy thẳng về sở dục, sở dục dựa trên kết quả đó in cái bằng tốt nghiệp ra cho các em đó. Và chúng ta vì cái chuyện phổ thông á, cái chuyện tốt nghiệp phổ thông là cái chuyện giống như chương trình đại trà, chúng ta không có lý do gì mà chúng ta phải ép các em, nếu các em rớt tốt nghiệp các em phải chờ đợt sau, cũng chờ năm sau, rất là vô lý. Và thậm chí chúng ta mở cơ hội ra, càng nhiều cơ hội cho các em thi và qua kỳ thi tốt nghiệp càng tốt, và càng đơn giản thì càng tốt. Thì đó là cái quan điểm của mình. Cho nên là khi mà mình nhìn nhận cái kỳ thi tốt nghiệp đó, nó nhẹ nhàng, nó đơn giản và đúng với cái bản chất của nó, thì chúng ta sẽ giải quyết được rất nhiều thứ, gần như tất cả những gì diễn ra trong giáo dục Việt Nam trong những cái kỳ thi vừa rồi là có thể triệt tiêu hết. Mà bộ không phải gì phải lo nữa, mà học sinh cũng đều rất là thoải mái. Cho nên là rõ ràng là chúng ta đã sai ở cái rất là cơ bản, đó là nhìn nhận kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đọc nó bị trật đi, và cuối cùng chúng ta gom thành một. Đấy là cái gốc vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Nhưng mà cái gốc vấn đề nếu mà nhìn kỹ hơn nữa thì rõ ràng nó nằm ở cái chỗ là đôi lúc những người xây dựng chương trình đào tạo không hiểu được cái gọi là cái chương trình theo chuẩn đầu ra, bản chất các cái khâu quan trọng trong một chương trình đào tạo như thế nào. Tôi nói cái chuyện này mọi người có thể là chửi bới la ó tôi, bảo là tôi là cái tin tướng, nhưng mà thật sự khi mà tôi nhìn tôi đọc cái chương trình toán và những cái chương trình chung ấy, chương trình toán của bộ dục ấy, tôi vào cái trong web của bộ dục tôi tải về tôi xem, thì các bạn hình dung nổi không? Cái chuẩn đầu ra của tất cả các môn học đều rất là sơ sài, nó hoàn toàn nó không có gì cụ thể cả, nó rất là mơ hồ. Nào là phải tình yêu nước rồi, thậm chí nó có một cái này nữa mà mình mục tiêu của đào tạo môn toán đó là phải làm sao mà cung cấp cho các em một lượng kiến thức toán tối thiểu để các em có thể tự tìm hiểu, nghiên cứu những cái vấn đề liên quan đến toán trong tương lai. Trời đất ơi, học sinh phổ thông làm sao mà làm được như vậy? Thậm chí là sinh viên, thậm chí là những người tốt nghiệp đại học ra còn chưa hiểu được coi như là toán nó dùng ở đâu, dùng làm cái gì.
chứ đừng có bảo là cung cấp một cái lượng lớn để cho học sinh phổ thông làm cái chuyện đó. Và đó là những cái lý do mà các bạn thấy là cái chương trình phổ thông Việt Nam rất là nặng, bởi vì cái cách nhìn của những người xây dựng chương trình đào tạo rất có vấn đề. Đấy, thì đây là cái quan điểm chung của mình thôi. Bạn nào có quan điểm gì mới cũng sẵn sàng chia sẻ và trao đổi. Bye nhé, bye bye.